Đầu tiên là như bạn muốn mua điện thoại giá rẻ cấu hình cao, các dòng máy xách tay đến từ Xiaomi, Realme, những cái dòng gaming phone, có thể ghé qua Nam Béo Store. Đây là cửa hàng của mình chuyên bán những cái dòng máy giá rẻ cấu hình tốt, chất lượng sản phẩm được kiểm định rất kỹ lưỡng, đi kèm chế độ bảo hành tuyệt vời. Tất cả là vì quyền lợi của người tiêu dùng, như là bao test 3 tháng, đổi trả với tất cả các lỗi đến từ nhà sản xuất này, cũng như là bảo hành trách nhiệm lên đến 6 tháng, hỗ trợ up ROM các dòng máy Xiaomi miễn phí, bảo hành phần mềm trọn đời. Thì chi tiết các bạn có thể bấm vào đường link phía dưới mô tả video chúc mình. Có hỏi đến từ bạn Hữu Luật, anh ơi cho hỏi là giờ mua Poco X6 Pro còn xài ngon không ạ? Nghe nói hay bị đột tử nên dùng hơi sở này cùng tầm thì có con nào chính hãng nữa không? Thực ra là vấn đề Poco đột tử là nó đúng, nhưng mà nó chỉ diễn ra cách đây mấy năm trước thôi. Chủ yếu là cái thời là Poco X3 Pro và Poco F3 hay là X3 thôi, những cái dòng Poco series 2021. Khi đó thì những con Poco trang bị những cái con chip nóng như là cái con 860 và cái gia công không tốt về cái chân chip, nên khi nó bị nóng nên dẫn ra tình trạng là bị đột tử ha. Còn hầu như những cái năm sau này thì Poco họ dần khắc phục rồi và không còn nữa. Tiêu biểu như là dòng Poco X4 rồi là X5 series và lên đến X6 series thì hoàn toàn lành tính rồi. Vì cơ bản là những con Poco bây giờ là đều trang bị những vi xử lý mát mẻ, cũng như họ đã rút kinh nghiệm cho cái đợt trước rồi ha, nên là với những dòng Poco hiện nay thì em cứ yên tâm. Và cơ bản là cái con Poco X6 Pro là một trong những cái con chính hãng hiếm hoi ha, ở trong phân khúc trung và cận cao cấp, rơi vào tầm khoảng là 8 đến 10 mà có cấu hình cao, thì là con này nó chính là cái bản đổi tên từ Redmi K70e. Nếu như mà em cần con máy thiên về cấu hình thì và chơi game thì đây là một dòng máy cũng khá là đáng để cân nhắc trong cái phân khúc chính hãng từ 8 đến 10. Con này thì nó trang bị chip Dimensity 8300 Ultra, hiệu năng khá tốt ha, cũng khá là mát mẻ và những cái thông số cũng rất là ok. Còn để nói mà có dòng nào đó mà thay thế hay không á, thì nếu như mà về khía cạnh cấu hình thì đây là cái dòng có thể nói là mạnh nhất rồi. Nếu như tính phân khúc chính hãng. Còn để mà nói về phần mềm hay là camera thì rõ ràng chúng ta có dòng Galaxy A của Samsung ha, hay là những cái dòng cận cao cấp của Honor. Nhưng mà thêm về cấu hình thì con này có thể nói là đang vô đối ở trong tầm giá. Câu hỏi đến từ bạn Bảo Thình, 5 triệu thì mua máy gì cho mẹ ạ? Nhu cầu chụp ảnh và tác vụ bình thường chính hãng, chúc anh nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn em ha. Với tầm 5 củ mà mua cho mẹ nhu cầu xài bình thường ấy thì rõ ràng là nên ưu tiên hàng chính hãng để có lợi thế về bảo hành và phần mềm ổn định ha. Cũng không cần thiết phải mua sách tay trong tầm này. Thì rõ ràng tầm này thì có Samsung và thứ hai là Techno là hai hãng mà anh thấy khá là hợp lý. Với Techno thì sẽ có ưu điểm là máy có những cái tính năng và cấu hình nó ok. Còn Samsung thì ưu thế là về thương hiệu, tính ổn định của phần mềm, nhưng nhược điểm là bảo vệ môi trường và sạc thì cũng tương đối là chậm ha. Thì ok, với Techno tầm này thì cái con ngon nhất là Techno Camon 30. Con này mua cho phụ huynh xài thì phải nói là chấm hết nước rồi. Thiết kế đẹp cao cấp, pin 5000 sạc nhanh 70W, rồi là màn AMOLED 120Hz, độ sáng 1300 nit, tốt ha. Chất lượng tấm nền ngon lành, camera chụp đẹp 100MP này, cũng như là có 8256 thì cũng thoải mái xài, và đi kèm với chip G99 Ultimate cũng rất là ok, và phần mềm Techno thì cũng tương đối là ổn định thôi, ít lỗi vặt ha. Còn Samsung tầm này thì em có thể là cân nhắc đến dòng là M15 5G. Nếu như mà muốn có kết nối 5G này, và con này còn có pin trâu 6000, màn hình tấm nền Super AMOLED, phần mềm ổn định. Và con thứ hai là A24 hoặc là A15, nếu như mà muốn có một cái mức giá nó tiết kiệm hơn. Và những con này thì đều bán trong phân khúc là dưới 5 củ ha. Và em vẫn có thể là mua tại những cái hệ thống lớn được, kiểu là thế giới di động đồ này kia, thì bảo hành bảo tỏi cũng khá là yên tâm, thì em sẽ cân nhắc. Có hỏi đến từ bạn là Dương Audio, con Snapdragon 7 Plus Gen 2 và con 870 thì con nào mạnh hơn? Hai con này rõ ràng là cái con 7 Plus Gen 2 nó mạnh hơn tương đối nha, có thể là mạnh hơn tầm 40% nếu như so với con 870. Nhưng con 870 thì cơ bản nó vẫn là một con chip có hiệu năng tốt, nhưng mà để nói mà mạnh hơn chắc chắn là con 7 Plus Gen 2 rồi. Trừ cái con 7S Gen 2 thì nó lại yếu hơn con 870 nha. Nên là một số bạn thì nhầm lẫn giữa con 7S Gen 2 và 7 Plus Gen 2. Nhưng thực sự ra 7 Plus Gen 2 thì nó khá là mạnh luôn. Và 7 Plus Gen 2 thì trang bị trên một vài con tiêu biểu có thể kể đến như kiểu là Redmi Note 12 Turbo. Còn 870 thì trang bị trên rất nhiều ha. Rất nhiều những cái dòng máy, chủ yếu là những cái dòng máy tầm trung hay là flagship 2-3 năm đổ về trước, đến từ các hãng như là Xiaomi hay là Realme. Thì
với hai con này để mà ưu tiên về gaming nhá và hiểu năng cũng như là mát mẻ ấy, thì con 7 Gen 2 nó sẽ có nhiều lợi thế hơn nhá, thì nên lấy con này. Câu hỏi đến từ anh Thanh Trực Trần, 3 đến 4 tuổi thì có con nào ngon không Nam? Mình chủ yếu xài tác vụ thường ngày thôi. À, nếu như tác vụ thường ngày thì với cái tầm 3 đến 4 hiện nay là có khá nhiều những cái sự lựa chọn rồi, và đặc biệt là hàng chính hãng luôn anh nhá, cũng không cần thiết phải là mua hàng sách tay. À, tầm này thì anh có thể cân nhắc đến một số những con máy thương hiệu vừa, kiểu như Tecno, Infinite, Intel thì anh sẽ có những con máy với mức bổ nhớ trong, RAM ROM lớn để mà thoải mái dài, cũng như là hiệu năng ổn và những cái tính năng nâng cao. À, ví dụ như là tầm này anh có thể là cân nhắc đến con Tecno Spark 20 Pro Plus. À, nhưng mà nếu như vẫn có cái mức giá này á, thì anh sẽ nên canh sale nhá, thì nó sẽ luôn bán trong tầm 4 hoặc là dưới 4, còn bình thường thì nó sẽ bán tầm nhích hơn 4 một tí. Con này khá hợp lý để mà anh xài cơ bản với thiết kế đẹp, màn hình cong công thái học AMOLED 120Hz có vân tay nhúng, có camera 108x32 chụp trẹt ổn áp. Phần mềm của Tecno thì cũng tương đối ổn định, và con này thì có chip Helio G99 Ultimate 8x256 thì anh xài cơ bản thì cũng khá là ok, và đi kèm với pin 5000 và sạc nhanh là 33W, có loa kép. Và con thứ hai trong tầm này là Samsung Galaxy A15, nếu như anh yêu thích thương hiệu lớn. À, con này thì nó ưu điểm là trang bị chip G99 và 8128 có một thông số cấu hình tốt, màn hình Super AMOLED, chất lượng tấm nền tốt và tính ổn định cũng như là nâng cấp phần mềm tốt, thì anh có thể lấy con này. Câu hỏi đến từ bạn là S Pin, 2 đến 3 triệu quay đầu thì có con nào chơi game không? Mọi người mình chỉ chơi Liên Quân thôi. À, nếu như tầm này mà chỉ chơi Liên Quân Mobile thôi ấy, thì thực ra là cũng tương đối thoải mái rồi, vì Liên Quân là tựa game tầm trung thôi, cũng không cần đòi hỏi cấu hình quá cao, chỉ cần là ở mức tầm 6GB RAM. À, và chúng ta có con chip tầm trung á, là kết nối mạng ổn định là có thể chơi tốt Liên Quân Mobile rồi. Và tầm này thì rõ ràng là nếu như mà hàng chính hãng ấy, thì sẽ hơi ít. À, vì phân khúc 2 đến 3 chính hãng hiện nay là những con cấu hình cơ bản thôi. À, nhưng mà nếu như mà mua những con sách tay, à, chủ khó mua những con sách tay và kìa, những con này là đều là hàng mới luôn ha, thì sẽ có cấu hình nó tốt hơn. Ví dụ như tầm này thì anh có thể là cân nhắc đến con là Redmi Note 12 5G. Con này thì trang bị chip 4 Gen 1, đi kèm với đó là 8128, cấu hình như là thì giữ sức để mà chơi lên con mobile mượt mà, 60fps. Và con này còn có là màn hình AMOLED 120Hz tần số quét, rồi là pin 5000 sạc 33W. Hoặc là tầm này có thể là canh sale mua Oppo A3X 5G ha, trang bị Dimen 6300 5G, màn hình là 120Hz tần số quét, rồi là 6 RAM 128, thì con này thì cũng có thể là chơi Liên Quân Mobile rất là mượt ha. Hoặc là có thể cân nhắc rẻ hơn nữa thì có những con như là Redmi Note 12R 5G này, rồi là Redmi 13R 5G. Những con này thì được trang bị chip là Dimen 6100 Plus hoặc là Snap 4 Gen 2 thì đều có hiệu năng xử lý rất ok để mà chơi Liên Quân Mobile ha, và thậm chí là có thể chơi được những cái tựa game nặng hơn đấy, kiểu như là Genshin hay là PUBG Mobile ở những mức setting hợp lý. Câu hỏi đến từ bạn An Quách, giữa K60 Pro và Honor 90GT thì máy nào đáng mua hơn 7 bản? À, rõ ràng hai con này nếu như mà xét cùng một cái mức phiên bản đấy là 12 và 256 thì đang có một cái tầm giá là cũng khá là tương đồng với nhau, và hai con này điểm chung là đều trang bị chip 8 Gen 2. À, nhưng mà K60 Pro là cái mã cũ hồi năm ngoái, còn Honor 90GT nó là cái mã năm 2024. Rõ ràng hai con này nếu như mà tính về toàn diện á, về cái mặt phần mềm này, hiểu năng này, camera thì Honor 90GT nhỉnh hơn nha. À, và quan trọng bây giờ là Xiaomi thì cũng đã chặn unlock rồi, nên là K60 Pro nếu như mà chưa unlock khả năng cũng hơi khó để mà xin unlock, và chúng ta chỉ xài Việt hóa thì hai con này sẽ Honor 90GT đa phần sẽ nhỉnh hơn ha, và nó sẽ có sẵn tiếng Việt. Tuy nhiên K60 Pro nó sẽ có một cái điểm lợi thế, nó sẽ có sạc là 120W, nó sẽ nhanh hơn một chút nếu như so với sạc 100W ở trên Honor 90GT, nhưng mà cái sự chênh lệch thì nó cũng không phải là quá nhiều. À, và quan trọng là với cái mức giá của K60 Pro bây giờ là có khả năng là có thể là mua được K70 rồi, đời nó mới hơn và chúng ta có khung kim loại, và K70 thì mới đúng là đối thủ ha, để so sánh trực tiếp với Honor 90GT. Có hỏi đến từ bạn Minh Nguyên, em thấy bán Meizu 20 hàng lớp 5.x tiểu thì mua được không anh? Thực ra là Meizu vẫn là một dòng máy rất là ngon nhé, đặc biệt là từ cái series Meizu 20 trở đi ấy thì thiết kế cực kỳ đẹp và rất là ngon. Và con này thì ưu điểm nó trang bị chip 8 Gen 2, phần mềm ngon lành, màn hình viền mỏng ha, và thiết kế thì đẹp, phải nói là mê ly. Và hiệu năng của 8 Gen 2 ở cái mức tầm 5.x ấy, thì cũng chỉ có Meizu mới làm được thôi. À, chứ là những cái hãng khác thì nếu như muốn có 8 Gen 2 thì cũng phải lên đến tầm 6.x ấy, thì mới có.
Vì lý do là đến từ việc là với Meizu thì chúng ta phải chấp nhận cái vấn đề là xài thì sẽ không có tiếng Việt nha, thì sẽ không có ROM quốc tế hay là Úc ROM được như là Xiaomi đâu, mà chỉ có thể xài tiếng Anh thôi, là một cái điểm bất cập. Nhưng mà vẫn rất nhiều người họ xài được tiếng Anh thì họ có thể là cân nhắc. Và tiếp theo nữa là về camera thì Meizu sẽ không được đánh giá cao, kể cả là so với Xiaomi hay là những cái hãng nội địa khác như là iQOO hay là Honor, Realme OnePlus, thì cam của Meizu thì vẫn xếp ở hợp cái mức thấp hơn, cũng như là cộng đồng Meizu thì tất nhiên là không thể nào bằng được như so với Xiaomi hay là những cái hãng khác. Còn nếu như mà hàng lướt 5.x cho con Meizu 20 tầm này thì cũng đáng để mà trải nghiệm, nếu như thích thiết kế đẹp để trải nghiệm con 8 Gen 2 và phần mềm, cũng như là muốn có cái sự đột phá bên cạnh những lựa chọn quen thuộc ở trong tầm này thì lấy Meizu 20 cũng khá là ok. Câu hỏi đến từ bạn Linh Nguyễn, Xiaomi 12X và iQOO Z9 5G thì con nào sử dụng lâu dài tốt hơn vậy ạ? Hai con này thì một bên là một con tầm trung và một bên là một con có thể coi là flagship ha. Thì thực ra hai con này đều ngon và có cùng một cái phân khúc giá, và mỗi con thì có một ưu và nhược riêng. Với 12X nó là flagship nhỏ gọn, kiểu mini size, màn hình tầm khoảng 6.3 inch, còn với Z9 là con máy màn hình to 6.8 inch ha, nên là cái sự khác nhau giữa hai con này nó rất là rõ ràng rồi. 12X sẽ dành cho những cái người mà thích những con nhỏ gọn để mà cầm nắm, còn lại Z9 là những con phù hợp với những người mà thích màn to rồi là pin lâu, bởi vì pin con Z9 nó lên đến 6000 mAh lận, còn 12X là 4500. Còn về nói về chất lượng camera ấy thì 12X là nó sẽ nhỉnh hơn ha. Thì con này là con flagship, giá nó mười mấy củ khi mới ra mắt, so với Z9 là một cái dòng gọi là cẩn tầm trung thôi. Tuy nhiên về khoản pin và sạc thì Z9 nó lại nhỉnh hơn rồi, 6000 là sạc 80W thay vì là 4500 mà sạc 67W ở trên 12X. Còn về phần mềm thì thực ra là với 12X thì nó có HyperOS quốc tế, còn Z9 là OriginOS, hai phần mềm này đều ok ha. Nhưng mà OriginOS thì mình vẫn đánh giá là nó xài sướng hơn, nên rõ ràng hai con này nó đã phân đỉnh rồi. Chỉ có là cần thiết kế gọn gàng, cần một camera flagship thì lấy 12X, còn nếu như cần một con máy mà xài bình thường, màn lớn, pin trâu và hiệu năng để mà chơi game tốt hơn ha, thì sẽ là Z9 nhá. Vì là chip của Z9 là 7 Gen 3, nó mạnh hơn so với lại là con 870 ở trên 12X. Thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật mà các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích, hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký Đam Mê Công Nghệ để ủng hộ team mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.